Hello mọi người, lại là mình, Bố Mấy Kinh nè. Uầy, hôm nay trong cửa hàng có cái gói bán cái trứng có 35 ngàn thì sao đó các bạn ơi. Đây, mình mới phát hiện ra luôn. Đây, quả trứng mà bét mới đó các bạn. Cái con gì à, bơ bơ mành gì đó. Đó, 35 ngàn tiền sao nha. Dành cho những bạn nào không có kim cương thì có thể là sử dụng tiền sao của mình để mua nha mọi người. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi, và mình đang mở cái mini game tặng gói chào mừng này cho các bạn nha. Đến video là được 1.000 like các bạn ơi. Nhớ like video và đăng ký kênh thật mạnh nha mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ đi tìm 4 quả sồi tiếp theo nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay sẽ là bên khu trung tâm nha. Rồi, cùng mình đi tìm 4 quả sồi trước rồi đi làm những cái khác cho các bạn ơi. Đầu tiên thì nhớ chạy qua bên trung tâm nè. Rồi, và các bạn hình như là nhà phát hành đã tiết lộ được cái vị trí đầu tiên rồi. Ngay chỗ là cái gì ta, cái đài phun nước luôn nha các bạn. Đây, chỗ đây luôn nè. Rồi, một cái đầu tiên nha các bạn ơi. Rồi, rất là dễ luôn ha. Rồi, tìm vị trí tiếp theo nha các bạn ơi. Nghe nói là chỗ tòa nhà Bani nha mọi người. Đây, mình chạy tới tòa nhà Bani nha các bạn. Xung quanh đây, sau tòa nhà Bani nha các bạn ơi, là đâu đây nè. Đây, 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 đây. Vị trí đây là vị trí thứ hai nha mọi người ơi. Rồi, đây là vị trí thứ hai nha. Rồi, vị trí thứ ba là đi tìm xung quanh sau cái đồn cảnh sát này nha mọi người ơi. Đó, là phía trên đường kia rồi các bạn ơi, nó nằm phía trên đường rồi. Rồi, ở trên đây nha các bạn ơi, chạy lên trên đây ha. Rồi, trên đường đây nha các bạn ơi, đây, 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 đây. Nó nằm phía sau trên đồn cảnh sát luôn nha các bạn. Trời ơi, có ai chạy ngang qua trên đây mới thấy được nha. Rồi, ngay đây luôn các bạn ơi, ngay đây luôn ha. Rồi, đây là vị trí thứ ba nha mọi người. Ấy, có NPC đang đứng đây luôn nè. Nhắn vô xe thử. Nhắn vô được luôn. Hôm nay là có ngay chỗ đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm vị trí thứ 4 nha các bạn ơi. Vị trí thứ 4 là nghe nói là ở chỗ sân vận động. Sân vận động thì là các bạn chạy tới chỗ sân đá banh đó các bạn ơi. Rồi, sân đá banh nha. Định sân đá banh coi thử nha mọi người. Là 4 vị trí trong ngày hôm nay luôn á. Nói chung là cũng không khó lắm ha. Rồi đây đây đây, hình như là chỗ đây luôn các bạn ơi. Đây, đây là vị trí thứ 4 nha các bạn. Đó, chỗ sân đá banh đó nha. Rồi, và mình đã tìm được 4 vị trí luôn nè. Rất là đơn giản luôn nha mọi người. Rồi, nhận bằng thưởng ha. Các bạn sẽ nhận được thứ này nha các bạn. Ui, thẻ 3 sao quá trời luôn. Và ngày hôm qua thì mình đã nhận được một mớ kim cương nữa các bạn. Trong cái túi thẻ nè, mình lấy được 111 rồi, nhận hết phần thưởng luôn rồi. Mình chỉ còn lại là 78 quá trời luôn nè, còn thiếu 1-2 thẻ nữa thôi là hoàn thành. Rồi, mình đến nhận thẻ trong túi thẻ trong đây luôn nha các bạn ơi. Rồi, túi thẻ trong đây luôn nha. Trong đây thì các bạn sẽ nhận được hai túi thẻ màu xanh và màu vàng nè. Rồi, túi thẻ màu vàng đầu tiên. Rồi, luôn Sukana luôn, túi thẻ tiếp theo. Á lộn, 8 kim cương, 700 tiền sao. Đây, túi thẻ đây các bạn. Ôi, hôm nay mở thẻ hơi bị xu nha. Trong cái nhiệm vụ hàng ngày cũng có thẻ cho các bạn luôn nha. Ôi, Sukana rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nên mở, mình nên mua cái trứng này không nhỉ? Ai, hôm nay có gói đồ mới nha các bạn ơi. Gói đồ mới của chúng ta sẽ có là sừng gói cừu mây mềm mại nha. Đây, trong gói đồ này các bạn sẽ có một cái ba lô cừu nha các bạn ơi. Rất là dễ thương ha, 92k cái gói này các bạn. Sừng nè, tóc mới nè, áo nỉ nè, quần nè. Nói chung là chắc là cái ba lô là hiếm nhất rồi đó các mọi người. Cái ba lô là hiếm nhất rồi đó ha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có, ngoài cái gấu trúc này thì ngày hôm nay nữa là hết rồi nha các bạn ơi. Cho nên là bạn nào mua thì mua lẹ ha. Còn 23 giờ thôi, là giờ này ngày mai là hết đó các bạn. Giờ sáng ngày mai ha. Rồi, nói với cần câu mới nhớ thì chúng ta chuẩn bị có cần câu mới các bạn ơi. Cần câu tinh tú nha các bạn. Cái này liên quan tới sự kiện tiếp theo nha. Và chúng ta sẽ có 18 loại cá mới nha mọi người. Cần câu tinh tú hơi bị sự luôn. Và chúng ta sẽ có mồi câu sáng chói nữa nha các bạn ơi. Nếu như bạn nào chưa biết cá mới thì vô trong cần câu của mình nè. Nếu như chấm hỏi nè, nhóm cá nè. Thì ở dưới đây thì sẽ có những loại cá mới nha các bạn ơi. Về nhóm cá trời sao nha.
Đây, nhóm cá trời sao như các bạn ơi, rất là sửng sợ luôn. Rồi, đặc biệt là cá nhóm voi, nghe nói là cá quái vật luôn nha các bạn. Rồi, đi làm nhiệm vụ trong ngày hôm nay nha các bạn ơi. Mọi người nhớ đi làm nhiệm vụ nha, để chặn cái su hoặc là các bạn có thể là đi bắt cái con sồi, những quả sồi chứ. Đi bắt những quả sồi được các kiểu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm món ăn gì cho các ông này nè các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ phải mua những quả sồi để làm món ăn nha các bạn. Rồi, sồi hạt dẻ được các kiểu nè. Rồi, mình phải chế biến món ăn đem ra cho ông chịu nha. Rồi, món thay đây nè các bạn ơi. Rồi, hoàn thành nha. Rồi, nhăn lên nha mọi người ha, được 120 xu ha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo, mục đích mình làm nhiệm vụ biết gì không? Để mình đổi những cái thứ thẻ nha các bạn ơi. Nếu mà các bạn có đủ nhiều xu nha, thì đổi thẻ được các kiểu nha mọi người. À, nhiệm vụ tiếp theo là mình nói chuyện với khách hàng. Cái này thì các bạn chọn dòng thứ hai là đủ nha. Bạn chọn dòng thứ hai là đủ nha. Rồi, dòng thứ ba nè. Rồi, đủ nha mọi người ơi. Hoàn thành nhiệm vụ luôn. Ôi, nhiệm vụ này 150 xu luôn nha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ của Dodo nè. Rồi, nhiệm vụ của Dodo nha. Dodo sẽ dẫn mình chạy tới đây, lượm cái này, hoàn thành nhiệm vụ luôn. Chung là đơn giản nha các bạn. Rồi, xong rồi thì các bạn có xu nhiều rồi. Nếu mà các bạn có xu nhiều á, thì vô đây đổi những cái túi thẻ nha. Đồ thắt thì các bạn có thích thì đỡ được, còn mình đổi túi thẻ thôi. Đó, khi mà đổi nhiều túi thẻ rồi, các bạn sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này. Các nhà bạn sẽ nhận được cái mặt dễ thương này nha các bạn. Rồi, có thẻ rồi thì các bạn sẽ hoàn thành được cái thành tích thẻ nữa. Đó, cho nên là đó là cũng là một cách để kiếm túi thẻ nha mọi người ơi. Rồi, các bạn đừng quên kết xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Có gì thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người nữa ha. Bye bye và hẹn mọi người video tiếp theo nè. Good, 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 good